tổ chức cái hoạt động trồng cây để tạo nên một cái thêm cái mảng xanh và tăng thêm cái diện tích của rừng ngập mặn Cần Giờ. Và ngoài ra thì cho những cái người thực hiện cái hoạt động trồng cây, đó là hiểu được những cái giá trị, những cái sự khó khăn từ những cái người dân đã tham gia trồng rừng từ năm 1978 đến nay, thì họ sẽ trân quý được những cái thành quả như hiện nay sau hơn 40 năm khôi phục trồng lại rừng ngập mặn Cần Giờ. Và từ đó những người tham gia ít nhiều gì cũng có một cái suy nghĩ và một cái sức sống và truyền tải lại cho những bạn bè, những thế hệ con cháu sau này để làm sao đó bảo vệ được những cái môi trường sống của chúng ta và giữ gìn được cho cái thế hệ sau. Là cái khu mà cao đó, đó trồng được 6 năm mấy rồi, 6 năm, 6 năm rưỡi rồi. Còn cái này trồng hết có 4 năm mấy, gần 5 năm thôi. Còn mấy ngoài này thì mình mới trồng đây trong năm nay. Còn cái khúc mà cao trong á, khúc cao mà những cái cây mà cao muốn có trong đó mình trồng đây cũng gần 10 năm rồi đó. Do trước đây cái đất này là cái đất ruộng muối, người dân họ tự khai quang, họ qua đây tự khai quang họ làm muối đây. Thì bây giờ mình sẽ thu hồi lại trả đất cho rừng, nên là cái ruộng muối này rất thích hợp cho cái loại cây như là cây cốc trắng. Giả sử mình không trồng cái cốc trắng mà đem cái đước vô trồng khu vực này thì do nền đất nó cao thì cây đước nó không phát triển nổi, nên phải trồng lại cây cốc trắng này. Khi ruộng muối mà bỏ hoang như thế mà những cái rau sam này nó mọc lên thì cái có khả năng là mình trồng cây nó phát triển rất là mạnh. Mình gieo ươm trong vườn ươm á là mình hạn chế nó phát triển, mình chỉ chăm sóc cho nó xanh tươi thôi, đặng mình đem ra ngoài đất mình trồng. Khi mà nó rễ mà nó ra thì nó sẽ lâm lũng những cái bầu này ra, thì mình sẽ đảo bầu đó, mình thay cái bầu đó thay lại rồi mình chăm sóc bón phân vô đây, mình sẽ giữ cho nó cho cái rễ nó được phát triển để mình cho nuôi cái thân cây này nó mạnh khỏe, là mình sẽ dần chuyển xuống cái đất của mình trồng rừng. Nó trồng được cái cây á thì cây cách cây là 1 mét, hàng cách hàng là 1 mét. Hả? Ta đào cái lỗ mà trên nền đất sình lầy phải cái xuống phải nghiêng một góc 45 độ, ta mới ăn xuống như thế này. Ăn xuống này mà cầm mình nãy lên cái là cái xuống này nó sẽ bị gãy ngay, nên ta sẽ nhẹ cái này thôi, để nhẹ lên và rút lại thì sình nó cũng không dính trong cái xuống đó. Rồi một cái nữa ta cũng làm y vậy, 3 cái đẩy lên rút nhẹ lại. Rồi tới cái thứ 3 ăn xuống đẩy lên và bật lên. Tôi muốn trồng cây theo xé cái bầu ra, chứ mình không để cái bọc này thì cái rễ nó phát triển rất là chậm, nó không có ra được, nó không hút được cái chất phì nhiêu của cái đất rừng này. Là cái cây ngay giữa chúng ta sẽ lấp đất lại một cái đùa cho tôi lấp xung quanh cho cây nó đứng ngay giữa, không có đạp vô cái gốc này, đạp vô gốc này cái bầu nó bể thì cây nó sẽ bị chết. Mình biết được cái vai trò của rừng như thế nào. Thật sự giống như là cái sự kết nối giữa con người với thiên nhiên á, nó là một cái điều gì đó mà giống như rất là linh thiêng. Và mình có cái cảm giác là mình trồng một cái cây là mình đang có trách nhiệm với bản thân mình, với tương lai và cho những cái thế hệ đằng sau nữa. Cho mình thấy là ok, cái chương trình này quá hay, mình phải tham gia. Cái việc mà mình tham gia các hoạt động xã hội liên quan tới môi trường thì mình làm việc mình đặt ưu tiên hàng đầu, và mình cũng rất là muốn cái việc mà đưa bé nhà mình cùng tham gia, bởi vì thực ra đó là tương lai của các bạn. Bây giờ các bạn làm điều đó, nếu như mà nó thành một cái thói quen tốt á, thì sau này các bạn lớn lên thì nó sẽ hình thành ý thức, và lúc đó thì cái việc mà môi trường sống trở nên tốt đẹp hơn hoặc là trái đất trở nên sạch sẽ hơn, đó là một điều thuận lợi cho các bạn. Ơi, giỏi quá. Trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy là rất là nhiều những cái trận mà lũ lụt đối với các rừng ở Tây Nguyên, thì đó là cũng một cái thiệt hại mà chính từ con người chúng ta đã khai thác rừng trái phép để cho những cái chức năng phòng hộ, chức năng bảo vệ những con người phía dưới những cánh rừng đó. Thì đó là một cái mà mong muốn của ban quản lý rừng cũng như là trong cả nước chúng ta phải chung tay để bảo vệ cái rừng và bảo vệ môi trường.